Bất chấp cảnh báo của chính quyền địa phương, đông đảo du khách trong nước và quốc tế vẫn đổ xô về khu vực Cordillera miền Nam Ecuador để được tận mắt chứng kiến núi lửa phun trào. Các trung tâm lữ hành trong vùng ngay lập tức đã không bỏ lỡ cơ hội làm ăn hiếm có này. Thành phố Banos, cách núi lửa Tungurahua chưa đến 4 cây số, đã chứng kiến một lượng lớn khách du lịch kéo đến kể từ sau đợt phun trào mới đây của núi lửa. Các đợt phun trào cũng không ảnh hưởng đến những hoạt động ngoài trời của người dân địa phương và khách du lịch khi mà tro bụi đã bị gió thổi bay. Các đợt phun trào của núi lửa Tungurahua đang thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, đặc biệt là những người nước ngoài. Chúng tôi có một địa điểm tham quan nằm ở độ cao 2.660m. Tại đó bạn có thể cảm nhận một cách sống động nhất nguồn năng lượng của lòng đất. Tungurahua nằm ở độ cao 5.023m so với mặt nước biển và bắt đầu các hoạt động phun trào vào năm 1999. Lần phun trào vào tháng 7 năm 2006, Tungurahua đã cướp đi sinh mạng của 4 người dân, làm 2 người khác mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán. Cùng với đó là thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn cản những người ưa thích mạo hiểm đến với Tungurahua. Thứ Bảy tuần trước, chúng tôi xem TV và biết được thông tin về núi lửa phun trào ở Ecuador. Chúng tôi rất tò mò. Bạn biết đấy, nó thật tuyệt vời và đặc biệt. Chắc chắn chúng tôi sẽ không có cơ hội để chứng kiến một ngọn núi lửa phun trào ở Brazil. Các công ty lữ hành và dịch vụ du lịch trong vùng đã ngay lập tức nắm bắt lấy cơ hội. Các tour du lịch khám phá tự nhiên và ngắm núi lửa phun trào mọc lên như nấm sau mưa. Du khách rất hứng thú vì địa điểm tham quan của chúng tôi gần miệng núi lửa. Họ có thể nhìn thấy tận mắt dung nham. Hiện các tour vào cuối tuần đã được đặt hết. Tên gọi Tungurahua theo tiếng bản địa Quechua có nghĩa là họng lửa. Bất chấp nguy hiểm, nhiều du khách cho biết họ muốn có cơ hội được một lần trong đời chứng kiến núi lửa phun trào ở cự ly gần.